sau đó là lời xin lỗi, lời cầu xin và những lời hứa hẹn. Con bắt đầu bằng cảm ơn. Tức là con về địa phận Đi Rung giúp cho đến nay là được 6 năm. Thì cũng là thời gian biết cộng đoàn 6 năm. Từ khi mà trước khi mà được bổ nhiệm làm tuyên úy cho cộng đoàn thì con cũng đã có một thời gian gắn bó với cộng đoàn qua những lần đầu tiên gặp gỡ. Khi đó có cha Tuyền còn là tuyên úy cho cộng đoàn, thì từ lúc đó thì con cũng đã nhận được rất nhiều sự tha thiết, rất là nhiều tình cảm của cộng đoàn cho riêng con. Và từ khi đó con cũng bắt đầu biết cộng đoàn sơ sơ. Nhưng mà cách đặc biệt là 2 năm nay, khi mà được bổ nhiệm là tuyên úy thì con có sự gắn bó hơn, tại vì mình có trách nhiệm với cộng đoàn. Cho nên là cái sự gắn bó với sự chú ý có đặc biệt hơn. Trước đây thì cũng qua qua thôi, nhưng bây giờ thì thấy biết cộng đoàn nhiều hơn, quen nhiều hơn. Thì không biết nói thế nào cho hết, thì cảm ơn cộng đoàn đã cùng đồng hành với con trong những thời gian qua để phụng sự Chúa và giữ liên đới trong cộng đoàn. Đó là những điều mà cộng đoàn đã thể hiện, đã trải qua những cái niềm vui cũng như những nỗi buồn, nhưng mà chúng ta đều hướng tới những cái gì tốt đẹp nhất, là những cái kỷ niệm đẹp mà cộng đoàn đã có trong cộng đoàn và cho bản thân con. Con cũng không quên cảm ơn cộng đoàn đến từ Bùi Giang Sông tạo cho cái không khí cộng đoàn thêm long trọng, thêm số đông. Tức là không phải là số đông sẽ làm lên tất cả, nhưng mà ít nhiều cũng thể hiện được sự liên đới trong cộng đoàn. Cũng là một cái niềm vui mỗi khi cộng đoàn đi Bùi Giang Sông về đây, về Đi Rung để cùng tham dự thánh lễ và cùng chia sẻ bữa ăn sau thánh lễ. Và có những niềm vui khi mà cộng đoàn Đi Rung về Bùi Giang Sông, nên một sự liên đới bền vững. Mong sự liên đới đó sẽ tiếp tục trong những tháng năm tới. Còn về lời xin lỗi thì biết là mình thân phận yếu hèn, cũng có nhiều cái giới hạn. Cho nên là nếu mà trong cái thời gian qua có những lời nói hay thái độ nào đó làm cho cộng đoàn có gì đó không bằng lòng thì xin bỏ qua, thứ lỗi. Còn điều tiếp theo là điều cầu khẩn. Tức là xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho con trong những tháng năm tới, cho nhiệm vụ mới, một cái nhiệm vụ cũng có thể nói là cao cả, không có dễ dàng, nhưng mà với ơn Chúa thì con sẽ cố gắng để cộng tác với quý cha để đào tạo các linh mục tương lai. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. Và điều hứa hẹn thì nếu mà Chúa muốn thì con sẽ xin Đức Cha cho Pháp qua ít nhất là 2 năm một lần. Nếu có điều kiện thì 1 năm một lần, không thì 2 năm một lần. Thì mỗi lần đó thì con sẽ tới thăm cộng đoàn. Con sẽ giữ liên hệ với cộng đoàn, giữ gìn tất cả những gì mà chúng ta đã có cho nhau. Nói về quay lại lời cảm ơn thì không thể nào mà quên được sự hiện diện của anh Dũng từ Paris về đây, không có quản ngại đường xá xa xôi, đã trở về cộng đoàn để cùng với cộng đoàn hiệp đồng thánh lễ với những bài hát, những bài thánh ca, những cái bài hát trong thánh lễ. Thì năm tới thì như thế nào thì cộng đoàn sẽ biết. Tức là
Đức Tổng Giám Mục có hỏi là nếu mà cha Tuyền có trở lại làm việc với cộng đoàn thì cha nghĩ như thế nào? Thì con trả lời rất là bình thường. Điều đó là tùy thuộc vào cha. Nếu mà cha đồng ý thì có thể coi sóc lại cộng đoàn. Con tin tưởng vào những gì mà Chúa sẽ làm nơi cha và nơi cộng đoàn. Đó là những điều hứa hẹn. Thế còn hôm nay cũng là thánh lễ cuối cùng, cũng chỉ biết nói một đôi lời như thế, và hy vọng trước khi rời khỏi giáo xứ thì chắc có thể, nếu có điều kiện thì cũng còn gặp lại một chút cộng đoàn, nhưng mà sẽ không trong một cái văn cảnh, trong một hoàn cảnh thánh lễ như hôm nay, nhưng mà trong một cái hoàn cảnh khác, đều thấy luôn luôn là niềm vui. Xin cảm ơn cộng đoàn. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Bây giờ là khoảng 6:30, cộng đoàn ở Đi Rông vừa thánh lễ xong rồi, cha hành đang là đi làm lễ cho Tây, thành ra tụi này ngồi đây thẳng dọc với nhau. Có chị này mới mang sushi xí sông đến rất là ngon nè, chị Thái Bình. Thôi được rồi chị ơi, cắt cho mấy bà kia ăn gì nữa, cắt đi về cho cháu nữa. Quay lại những khuôn mặt quen thuộc. Lại rét ăn. Nó nhiều lắm. Rồi, đây là ban ẩm thực ngoài trời nhá. Thịt gì đây? Thịt gì? Gà hả? Đây là gà liên hả? Đây là pule liên. Ồ, ba rọi luôn hả? Ba rọi ba chỉ hả? Người đẹp mà có mỡ giống như là nạt là coi chừng đó nha. Thì đó, thì làm sao mà ba rọi được? Thì như vậy làm sao gọi là ba rọi được? Ba rọi mà có thịt nạc không? Cha Hoạt thấy điệu nghệ quá nha cha. Đây à, xin giới thiệu mọi người, đây là cha Thiện à. À đúng rồi. Cái quạt bằng gì đó, bằng quạt mo. Làm con nhớ tới cái bản nhạc của thằng Bờm gì đó. Hả à, thằng cái quạt mo. Rồi sao nữa? Xin đổi. Ba bò chín châu, Bờm cười Bờm chẳng đổi châu. Con xin đổi ao sâu cá mè. Xin đổi ao sâu cá mè. Hay quá luôn rồi nha. Thảo hay quá rồi, tiếp nữa Thảo. Trời nữa rồi gì, ô là la quạt mo. À, Quanh có nhớ chuyện quạt mo không? À, rồi nói giọng Bắc đi. Ở gì nữa? Cái quạt mo mo mo. Mo 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 phú ông xin đổi ba bò chín châu. Châu châu châu. Bơm bơm chẳng lấy châu. Châu 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 châu. Phú ông xin đổi ba sâu cá mè. Mè 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 mè. Bơm bơm chẳng lấy mè. Mè. Phú ông xin đổi một bè. Một bè gỗ. Một bè gỗ lim. À. Liên 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 liên. Bơm răng bơm chẳng lấy liên. Phú ông xin đổi
Phú ông xin đổi đôi chim đổi mồi. Mồi. Bơm ra bơm chẳng. Đấy mồi. Phú ông xin đổi nắm sôi. Nói sôi bơm cơm. Oh, wow, hay quá. Bây giờ đọc lại nha, bằng tiếng Tây nha. hay quá người. Đây là người đẹp quanh ở Dijon. Ngày mai là lên Facebook liền đó nhá. Đang quay mà. Quay thì quay thiệt chứ sao quay đùa được. À, thấy không? Ali chụp cái nè, đó. Ali chụp cái. Ô là lạ. Có cái bia cái là thấy nó đẹp lên liền. Cho cái chai bia lên này, chết đi. Thấy không? Liên ơi, ra đây làm 2 giờ 2 người 2 quả ảnh nào. Liên. Liên ơi. Nè. Chụp liền. Không. Lên truyền hình đó chứ. Ơi, chụp cái nè. Cười lên đi em ơi. Quá là, thấy không? Bon Ani Việt theo của ai vậy? Chín chưa? Có người chỉ có đứng xem quay phim thôi, còn muốn hỏi chín chưa để ăn luôn. Đặt ngón tay chỉ như là magic, ăn luôn chín chưa. Hay của cộng đoàn mang đến và cộng đoàn lo cho cha. Tại vì hôm nay là ngày lễ Việt Nam cuối cùng của cha Hành Văn Sân Hành với lại cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở Dijon. Ồ, hay quá luôn đó nha. Cầm với lại chai bia nữa là hết sảy. Quý cô, quý bác, quý anh chị, quý cha, quý sơ và các cháu đã đến buổi tối hôm nay. Xin cảm ơn sự hiện diện của quý cô, quý bác, quý anh chị và các cháu trong buổi tối hôm nay. Xin cảm ơn quý cô, quý bác, quý anh chị và các cháu đã đem đến niềm vui bằng vật chất cũng như tinh thần trong buổi tối hôm nay qua bữa ăn thịnh soạn này. Trong bữa ăn thì chúng ta sẽ có cơ hội để trao đổi với nhau. Giờ tôi xin phép để được làm phép. Nhân dân cha và con và thánh thần. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con những của ăn này. Giờ lòng trọng đãi Chúa ban cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bon appétit. Merci. Merci à vous d'être venu. Merci pour votre présence. Pour le repas, on va se servir de la table qui est à côté de la porte. Trong bữa ăn thì chúng ta sẽ tự đi lấy đồ ăn ở chỗ quý anh chị đã dọn sẵn. Xin cảm ơn. Rồi, merci cha rất nhiều. Thật có thể là ở đây chúng ta đang là ăn những cái món gì đây? À, đặc biệt là bữa cơm để mà tiễn đưa. Không phải, không có tiện đưa ai hết. Xin lỗi. Chia tay. À, rồi, chị Hiệp. Và quảng cáo cái món của chị. Bữa tiệc bữa nay
có rất là nhiều món, bởi vậy chúng ta phải ăn từ từ thì mới được thưởng thức. Thứ nhất á, là món chả giò. Của ai? Thứ hai là món xà lách. Oh. Thứ ba là món trứng chiên. Thứ tư là món xôi giò. Oh. Thứ năm là món thịt nướng. Oh. Thứ sáu là món mì xào. Oh. Thứ bảy là món bánh lít chần. Mm. Thứ tám là món thịt nướng. Thứ chín là món phá lấu. Oh. Thứ mười là món pate. Way. Thứ 11 là món xôi. Còn bún mọc nữa nha. Quý vị. Bún mọc ở đâu? Món gì? Bún măng. Ủa mà có nước không? Có nước không? Có bún măng nữa. Nước ở đâu? Bún măng đâu? Bún nướng nữa. Bún nướng rồi. Quảng cáo hết rồi. 12 món tất cả. Còn nữa. Còn không? Cá sấu xào lan. Có bún mọc nữa hả? Bữa nay em từ từ nha, 12 món tất cả. Đây đây, đưa micro. Rồi, rất là cảm ơn ban ẩm thực, các cô, các chí và thật sự là cảm ơn tất cả mọi người. Hãy cho hành nhẹ, mọi người rất là lo cho cha. Cảm ơn hết lòng. Cảm ơn hết lòng, dạ. Quỳ. Em thêm một lời nữa là không biết chị Hiệp, chị tập cả ngày hôm nay sao mà chị ấy đọc các cái vấn âm rất là vần. Rất là bận, cho nên là chúng ta cứ ăn từ tốn. Alors pour nos amis français et françaises, y a combien de, y en a une? Vous êtes deux. Donc deux françaises. On vient de présenter, il y a à peu près une dizaine ou douzaine de plats. À vous de faire la différence. Enfin, alors sachez que il y a aussi une ou deux soupes. Donc, en général, quand vous voyez le, du vermicelle, c'est qu'il y a, force, il y a énorme chance pour qu'il y ait une ou deux soupes. D'accord? Et le bouillon, il est à l'extérieur. Voilà. Ce sera le seul service. Et puis, essayez de goûter un petit peu les douzaines de plats. Hein? Donc, grand merci pour toutes ces dames, aussi à vous aussi. Hein? Voilà. Je ne sais pas si parmi nos amis français, il va y avoir d'autres ou non. Mais bon, voilà, tant pis pour ceux qui ne viennent pas. Hein. Merci, merci et bon appétit. Et la musique continue. Merci, chef. Chef, dites-vous okay.